Ok, hôm nay thì nhân dịp mà được gà rán gửi giải về cái giải giải thưởng trong cái cuộc thi mà gà rán tổ chức, đó là cuộc thi sáng tạo video mà bọn mình giành được một giải trong năm giải của những channel dưới mà 10.000 sub ấy, thì anh em mình có nhận được cái phần quà đó là một gói kim cương. Hôm nay sẽ vào khui luôn với anh em. Quà thôi, hôm nay là quà may mắn thôi. Nhưng mà thôi dù sao cũng rất vui, cảm ơn gà rán. Vỗ tay cái. Tin 3 tỷ à? Được em ơi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Em muốn ném ạc đây cho anh. Này top 50 em. Top 50 cộng 5. Của hai của Ui. em. Của hai của Nhưng em. mà nhưng mà kể ra mở mà hàng MU Greenwood cũng được. Ờ, ra đồng Greenwood cũng Mấy được. ông hàng trên này cũng được mà. Ừ. Thì em đỡ bác Nick bác Huy đỡ phải đi mua mấy con này nữa. Dừng mua hàng sắp luôn gì nữa. Thu Ram hôm nay nhìn Ông trông Thu Ram nhìn kinh nhỉ, nhìn căng vãi chưởng. trâu bò vãi. Thôi mở luôn nhá. Có đi À, được phèn cũng là phèn đấy không ạ, cũng là 1.800 được hai gói đấy chứ nhỉ. ừ số 10 Tây Ban Nha Sanchez mẹ, Sanchez là ông nào đây? Effenberg hot à? Effenberg hot hơi chậm anh em ạ. Hơi chậm mới cứng. Rồi, ôi. Dùng thì vẫn được thôi. Mới lọc làm gì mất công anh ạ. Ui lại Sanchez tiếp. Ui rồi. Đã bổ Ông phải ám rồi. Sanchez. Ôi đi mẹ. Đi phải ám con mẹ. Ôi. Thua, thua luôn. Chán. 2 tỷ 5 ở 2 tỷ 5 được em ạ. Chán không nói nên lời. Không ông nào trên 1 tỷ rồi. Cay chứ nhỏ. Mà có 92 đi. Nói 30 trước em. Gameplay chắc búp đánh đầu lên. Đúng rồi, chắc là cũng được búp đánh đầu lên khả năng một tí đấy. Học hết nước mắt. Gà ơi là gà. Ông của Arsenal. Fukuyusaka. Có hai con này sợ trên 1 tỷ sẽ vẫn toàn. Ui, quen gì à? Đều quen gì? Chán hẳn gà. Giống giống đồ đệ của David Luiz vậy. Cảm ơn nhiệt tình thế mà các ông để tôi mở thẻ này thì anh em nào dám gửi thẻ nữa. Có anh em nào đăng nhập xong ấn nút chơi mãi không vào game được không? Thấy vẫn vào game vẫn bình thường rồi. Đúng rồi, còn 87 nữa. Còn thủ môn này bắt ngáo vãi luôn. Việc bắt không, toàn đẩy bóng rồi nhỉ, toàn đấm bóng không. Thánh thủ môn này bắt ngáo vãi ơi, lại ông Saka tiếp này. What the hell? Sao bao nhiêu ông cứ để hai ông ra một lúc nhỉ? Team Martinan không này. Buồn. Là viên bên khắp loan 7 ngày mà. Ôi, bây giờ lại bắt đầu thấy ngấy với không rồi đấy. Ngấy lắm rồi. Ngấy. Anh em muốn mở gói nào tiếp? Gói này đi. Có gói 92 à? Thôi gói 92 xe nó vẫn. Anh em có thể viết rõ là nó. Mình vẫn chưa dịch ra rồi đấy. À, em gửi bên pet rồi, nó buồn. Ok Trung ơi. Gói 50 đi. Cứ từ từ cũng mở hết mà anh em. BON nữa. 9 triệu ạ. Ông phải cao. Thì ông ơ sao con này hình như bị fix giá đúng không anh em? Con này fix giá đúng không? Con này hàng chỉ số 102 lận mà có 99 triệu. Chắc là hàng hàng này để đập thẻ được rồi nè. Để nó cua thôi. 94 đi. Nào, đây để em mở. CR10 nào. Vật nhá, vật nhá. Vật đi em. Kể mà trước đây là chữ dương thì đẹp nhỉ. Ê, vừa vặn. Tên anh mà. Vừa vặn. Rồi lửa áp rồi. Ui dồi ôi, mạng được. Ui sao không được đây mà. Đi này, Maria. Này. Đi Maria, đi Maria. Không ấy. Ui dồi còn cộng 4 nữa, bố nhờ ông. Ngứa mắt cộng 4 nhờ. BOMG bị tì nhiều. Xem giá phát nào. Giá là còn nhất. C7 vẫn anh em cứ ngắm cái dàn đầu cái này, em chỉ ngắm nó tầm độ 5 con đầu, 1, 2, 3, 4, 5 thôi.
Dạ. Học bà. Vậy chưa con nào trên 1 tỷ nhá. Cố gắng ra con trên 1 tỷ đi anh. Ôi, sao Rock 3 xuống thảm hại thế? Rock 3 thì thế thôi, cái bản này nữa. Ôi, Rock 3 xuống rớt phát chắc cũng hơi nhiều đấy anh em ạ. Quất nhá. Hai gói cơ, anh gói em một gói nhá. Ừ, được. Xem bạn nào mở. Thế em mở gói trước đi. Cao giá tiền hơn. Em thì cứ thích vật thôi. Vật. Ra chơi 7 cho ngon. Số 10. Ôi boy, một trick ạ. Chỉ số 101 đấy chứ. Cao nhỉ? Cao vậy. Này vẫn có chưa được 300 triệu. Cố lên 1 tỷ. Dư béo với CR7. Đừng nói lại ông Moritz đi. Ôi, what the fuck. Tiền mẹ rồi. Ok. Ôi mẹ ơi. Mẹ thấy số 10 chân này nhỏ là nghi rồi đi. Sao lại thế được nhỉ? Sao lại đi vớ vẩn thế được nhỉ? Bây giờ quả đây có 2 quả top 30 em nhỉ. Mở quả 94 chứ thì cho nó lỡ đen đi. Mở 2 ông giống nhau là thấy đen lắm rồi đấy. 94 5. Tầm lên một tí thôi. Anh đúc hẳn con CR7 MC cộng 5 rồi cho bác Huy luôn nhá. Được thế. Hợp lý không? Múc luôn con CR7 MC cộng 5 cho bác Huy. Bác ấy đỡ cay hôm trước đập thuyền. Lệ Moritz là 100%. Anh em nói thế. Đây là kèo anh em tôi nhận được giải thưởng. Anh em tôi gọi là tri ân lại cho bác Huy sau những kèo đập cộng 7 nắp mét đợt trước. Ok. What? Mở môn đi. Rồi ôi, lại còn thủ môn nữa. Đi ngu à? Phùi. Cộng 5 trong thủ môn. Mẹ. Cạn lời. Replay giờ như là đây còn hai bây giờ là fix mà anh nghĩ còn phần cuối này là anh em ta chơi đôi. Thì anh lại loại xong lại lọc đi, loại trong lọc á. Thôi loại lọc còn gì, không quất cho mẹ anh. Quất đi em, quất chơi anh quất sau nhá. Quất đi em. Số 30 mà khỏe quá nhở. Phẩm nhân phẩm nào phẩm ơi. Phê lê cái đây ngoan thua lắm nhá. Có được hơn tỷ không? Mình có 500 triệu. Có 500 như thế này. Quá thất bại em. Bây giờ đến là quả cuối cùng thì tôi chỉ mong ra CR7 hoặc là dấu béo thôi. Cái lê đã ngon, cụ cái lê trong... Cụ ấy như cũng vừa fix quả đầu đúng không? Cũng vừa lạ lại rồi, chỉ khác nhỉ? Sao không để quả đầu giống trong phây này này? Ôi, chỉ này đẹp rồi. Quả lính thủy cũng oánh bộ nè. Mở. Còn gì còn ngon đi. Ủa, số 9 này, Cavani à? Ui, Cavani rồi. Chà. Quả áo mưu đẹp rồi. Không qua được 1 tỷ anh em. Đúng hai con hơn 500. Chung rồi. Quả ra nó có nhận tỷ kẹ. Mở nó có nhận luôn. Ok, cảm ơn anh em nhé.